Vâng, đó là những kinh nghiệm hữu ích của bà con ngay tại Việt Nam chúng ta. Còn nhìn rộng hơn thì trên thế giới cũng có nhiều nơi đã có những cách làm để thích ứng với thiên tai. Như trong phóng sự mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Đó là tại thành phố Rotterdam của Hà Lan, nơi mà phần lớn diện tích nằm ở độ cao thấp hơn nhiều mét so với mực nước biển, đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng nước biển dâng do trái đất nóng lên. Nhiều biện pháp ngăn chặn lụt đã được chính quyền Rotterdam đẩy mạnh. Những giải pháp này có thể được tham khảo và áp dụng phù hợp ở các nước trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng ngập lụt ở nhiều nơi. Ông Emil Van Rensum yêu thích làm vườn. Nơi làm việc của ông là mái của một tòa nhà văn phòng ở Rotterdam. Sự tận tâm của ông đối với việc chăm sóc cây cối và ốc sên ở đây không chỉ dừng lại ở niềm vui của việc làm vườn. Việc lưu trữ nước đang trở nên ngày càng quan trọng đối với các thành phố. Ngày càng có nhiều nước chảy vào thành phố. Rotterdam thường xuyên bị ngập lụt. Khi đó các tầng hầm, các con phố và các hầm đều ngập nước. Chúng ta phải tìm cách lưu trữ nước bằng các mái nhà xanh thông minh. Như trên tòa nhà văn phòng này, đây là loại bể chứa nước mưa đầu tiên trên mái nhà. Các bể chứa nước dưới mái nhà này có thể chứa nước mưa, giúp bảo vệ hệ thống thoát nước khỏi bị ngập trong các trận mưa lớn. Mái nhà hoạt động như một miếng bọt biển. Có một van ở đây tại điểm thoát nước. Nó tự động liên lạc với một máy chủ thời tiết và kiểm tra xem có đủ khả năng chứa thêm nước mưa hay không. Nếu không, nước sẽ được xả qua một hệ thống ống dẫn bên ngoài tòa nhà. Trong tương lai, nước mưa sẽ được sử dụng để tưới cây hoặc để xả bồn cầu trong tòa nhà. Nhưng hệ thống này khá đắt đỏ và quá nặng đối với nhiều tòa nhà. Hiện tại chưa có yêu cầu phải làm gì với các mái của các tòa nhà mới. Nhưng ngay trên các tòa nhà hiện có, vẫn có khoảng 400 km mái phẳng cộng với các mái dốc. Chúng ta có thể thu thập nước, xây dựng chỗ ở cho côn trùng để bảo tồn đa dạng sinh học, hoặc lắp đặt các bộ thu năng lượng mặt trời. Có nhiều tiềm năng khổng lồ vẫn chưa được khai thác trên những mái của các tòa nhà. Cần có thêm nhiều đổi mới, chẳng hạn như vật liệu nhẹ hơn. Nhưng kế hoạch của Rotterdam là rõ ràng. Đó là có nhiều mái nhà thông minh hơn và trở thành một thành phố, có những miếng bọt biển hút nước lũ.